Đó, cá nhóc kìa, cá nhảy kìa, nó quá trời luôn rồi kìa. Đó. Lỏ chưa hả, cá nhỏ gì? Ờ. Ừ, cái nhà cũng nhiều mấy bộ. Đó, nó cá hồi sáng giờ hay hôm giờ? Hôm giờ là được nhiêu đó hả? Rồi im ru không thấy đâm mà có kìa, ngay cái bài dinh này đó. Đó, cá giò. Cá giò cá phi. Đó, bữa nay thấy cá giò mà, vô cá giò nè. Con cá phi. Ừ, con cá phi cá giò thôi quá đã rồi. Rồi ok, mến chào quý anh chị và cô bác đã quay trở lại kênh Lúa TV ha. Thì hiện tại mình đang chuẩn bị đi theo ông cậu mình đó các bạn, đi chài cá trên sông. Nhưng mà thấy bé nào nó đang kéo gió nên mình lại mình quay cho các bạn xem. Sẵn tiện mình cũng chia sẻ cho các bạn biết về cái gió ở miền Tây mình đánh bắt như thế nào các bạn. Thì các bạn, thì bé này chắc cũng còn nhỏ đó các bạn, nó đang chuẩn bị nãy giờ không biết nó bỏ lâu chưa, nó đang chuẩn bị kéo gió lên. Nên mình cũng lên quay nên nó mới dở lên cho mình xem đây các bạn. Nên nó còn nhỏ mà nó khỏe ghê ghê luôn. Đó, cá nhóc kìa, cá nhảy kìa, nó quá trời luôn rồi kìa. Đó. Lỗ chưa hả, cá nhỏ gì? Ờ. Nói chung cái này nó cũng nhẹ ha, bé 9 tuổi kéo dễ dàng. Đó, nhóc rồi kè, cá kè, có cá kè, mới đây mới thả xuống mà có rồi kìa. Có con rồi đó. Hết chạy rồi hả? Nó xảy luôn hay gì vậy? Rồi bị gắt kìa. Ừ. Kêu nội giá lại. Rồi thả xuống đi. Thả xuống đi. Ê cả nhà, mới cá của ông Chính cũng dở gió nha. Nói chung đi. Được một cái tường cho bá luôn nè. Đó cả nhà, mình dở lên cho cả nhà xem ha. Cái tượng hả? Nồi cá đủ thứ loại cá luôn nè. Nhưng mà dinh luôn. À, một cái tượng cho bá luôn. Cá sơn hả? Con biết cá sơn luôn hả? À, cả nhà cũng nhiều mấy bộ. Đó. Nó cá hồi sáng giờ hay hôm giờ? Hôm giờ. Hôm giờ là được nhiêu đó hả? Nó cũng bộn cá chứ bộ. À, bé. Nay con mấy tuổi rồi? Dạ. Nay con mấy tuổi rồi? 5 tuổi hả? 9 tuổi. 9 tuổi hả? 9 tuổi mà dám ra dở gió luôn. Đây là chiếc xuồng tam bản. Này có cây sung. Chơi quá trời chơi luôn. Sung này có cái dầu ngon. Con bẻ mấy trái sung này nè, con thảy vô cái gió. Cái dầu nó vô nó ăn dữ lắm. Cái sung này nè, bóp dập dập rồi thảy vô gió. Bánh bò, bánh chuối, da lợn. Con ấy cái đầu kìa. Nhẹ nhàng ha. Đó. Tại mới để xuống mà đâu có nhiều đâu. Kêu ông nội mai là đi. Rồi ok các bạn ơi, giờ thì mình chuẩn bị mình đi theo cậu Tư mình các bạn, đi chài cá trên sông nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì vào thời điểm này vào khoảng
tháng 11 âm lịch nha các bạn. Thì do lượng cá trên sông cũng ít nha các bạn. Thì chủ yếu là mình chạy để mình ăn thôi, chứ mình không có phải chạy chuyên nghiệp gì. Thì hôm nay ông cậu mình chỉ chạy khoảng 4-5 chài để có cá ăn buổi trưa thôi các bạn. Thì ở miền quê mình cũng đơn giản các bạn. Thì chỉ cần cầm cái chài ra sông chài dài chài là có cá ăn các bạn. Đây là địa điểm đầu tiên để chài ha. Thì cách nhà cũng khoảng 500m, nhưng mà đi xe cho nó nhanh chút các bạn ạ. Đây cũng mát mẻ nè, cá thì nó cũng ụt nhiều nè các bạn. Đó. Này mình chài mấy bến cô Tư? 5 điểm ha. Này cá đang ụt. Đây, anh cậu mình chuẩn bị xuống chài cái chài đầu tiên ha. Đầu tiên kéo là đêm ghe phải không? Không nghe đâm hả? Thấy chạy bị xéo mà lâu rồi mới chạy lại phải không? Đó, có rồi kìa. Được hai em thấy vô viền rồi đó. Trời ơi cá nóc. Trời ơi cá chài đã luôn. Cá chài cá chép. Chép. Cũng bổn nè. Để mình sẽ đi lấy cái thục phát đầu tiên. Cho mát hả? Này cũng có chụp con cũng cái mà dinh không bữa nãy cái đầu dở là bữa nay có được cây mấy 20 con nhọn cái đẹp này. Cá nhỏ nhỏ không con Tư? Có cá lớn. Địa điểm đầu tiên được khoảng chục con. Cá chép. Còn như là cái mà dinh với cái rảnh. Ok, bây giờ mình sẽ đến địa điểm chài thứ hai. Cái đang chuẩn bị bung chài các em. Mới chài cái đầu. Đó. Cái đầu cũng được bọn cá nè, này đủ ăn. Đây. Là cá nằm trong nhóc chơi. Có cây đó chạy được không cô Tư?
Thấy tung không? Tung lưới không? Dưới cây gì thấy lên tim rồi kìa. Đó, cây à. Lên xịn luôn à. Chết à. Cái này chết. Cá chép. Con cầm đây, con cầm đi. Con cầm mang xuống giùm cho ông luôn. Mang xuống cho ông Tư. Rồi đâu ra đó đi, để đi cầm nó được rồi. Thì có đệ tử. Đệ tử cầm thùng luôn. Rồi né cho ông Tư giải. Như thấy học nghề mốt trời nha. Né đi con, lại đây. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây, cái chỗ khác chỗ đó chạy đó. Cao quá trời luôn kìa. Phơi phin đó hả? Đúng rồi. À, cái này bị xéo rồi, không biết có cá không này nè. Cái này chụp từ xa hả? Ừ. Bên trong nhìn thấy cũng khiếu luôn kìa. Ừ. Lâu lâu trời lại chắc không có nhiều. Mùa này ít cá. Ừ, cá nhóc luôn hả? Một cá mà, mấy con cá nhóc cho mùa gì? Ừ. Này một cá mà. Một cá phải không? Ừ, mùa này một cá cho mùa gì nữa. Nhiều không Tư? À, được mấy con. Mùa đâu nữa. Nói chung trời cá cũng được vài ba con. Dạ. Được cá luôn kìa. Cái này cũng ít được con con. Còn ở đâu nữa cô Tư? Hai bãi hả? Này có một cái gió đèn ngay xong nghe cả nhà. Đó, cái gió nha. Ba trời được nhiều cá. Cứ ăn bữa trưa rồi đó. Hôm nay có con cá chép cậu thả hả? Hôm nay nó dướng hay gì kìa? Chỗ này nước ra nhiều nè. Cái nước ra chắc cá lại nhiều. Đó, đâm nhóc chơi nè. Cái mày dinh không nè. Này cũng bồn. Được cái dầu con. Đãi 4 con, 5 con, nhiều cái, mấy chục con. Nãy giờ ba chài được nhiêu cá rồi đó. Trời ơi,
có con trai nhiêu đây rồi. Ừ, trai nhiêu đây nè. Quý thần rồi. Cái trúng cái là được nhiều. Mà có cá giò nó ấm rồi kìa. Cá giò này ngồi chắc thả đè quá. Ừ. Cái này nhiều cá nè. Có rô rô luôn. Cá này cái nó kho me, kho lạc. Ngon quá, có hiểu quá. Đổ nước chưa ông Tư? Này là con này là cá dảnh đúng không? Có mấy con cá nào mày dinh nè, mày dinh khác cá dảnh. À, cái này cái thứ tư không? Tư được nhiều cá. À, cá giò nó bị thẹo quá. Đây được một em cá linh. À, mà về đó giờ mới lâu rồi em mới thấy cá linh ngồi nước rồi mà xong nước luôn mà. Mới gặp được cá linh nè trời. Bị thèo là ôm lỡ ông lại thấy ông chính ông dễ gió đâu không biết có không lô kinh hả là gió ha đây được con cá linh nữa nè cá linh nè cá linh nó dài là cá linh nè ngon rồi đây con cầm này cha nè bốn trời nha cả nhà đó. Đây chuẩn bị đi bãi thứ năm. Giờ mình chạy vòng vòng đây mình mới nãy mình đi xe giờ mình đi bộ cả nhà. Đây là lục bình ha, lục bình với sông mình ương mà đang lục bình nha. Tới cái điểm đằng kia điểm chài cái này là cái chài cuối rồi đó hả? Nói chung nãy giờ như đây cũng đủ ăn rồi. Ngày không thấy có ốc nhiều. Chung khi trời mình lừa cái bến trống các bạn, có cá dột kìa. Trống thì nó sẽ không có dính trà, nó dễ chài hơn. Thông thường mình để chọn điểm, chị chọn điểm mình chài thường là mình lừa những bến trống như thế này. Nay giờ chuẩn bị chài cái cuối cùng để mình vô. Không biết cái này có hay không. Cái này tròn rồi nè. Mới thấy con cá dột chắc không biết chín không dồi nhỏ nó đâm không thôi nó im quá trời mà có thấy trời điểm nãy thấy có nước ra vô rồi im ru không thấy đâm mà có kìa ngay cái mày dinh này đó. Đó, cá giò. Cá giò cá phi. Đó, mới nãy thấy cá giò mà, vô cá giò nè. Có cá phi. Ừ, con cá phi cá giò, thôi quá đã rồi. Rồi.
Đây các bạn, cái chài cuối cùng lụm được một em cá dồi, em có phi. Đó. Phi chà bá lũa luôn. Thấy cái dồi rõ ràng. Cái chài này là đủ ăn à. Hai con này đủ ăn bữa trưa luôn. Rồi em cá dồi nha, phi nè. Thôi là giỏ gió cho ông chích. Có mà mất cả nữa. Cá này chưa có đi được. Qua kia chứ đâu có đi. Xong rồi đâu hả? Sổ, ừ. Hả? Đi xong. Xong nè, nãy giờ chài 4 chài, chài thứ 5 nè. Nhiều cá nè. Hả? Em có phi chà bá lửa luôn. Mới làm cá nè. Rồi hạ nè kêu làm bơm luôn đó mà. Giờ chịu ông thổi vô không được, chịu ông cá xong mà ôi đừng cua. Đừng cua nè. Mày cua. Rồi xong kết thích hành trình chài bữa nay. Đó. Chào cả nhà nha, hôm nay chài được 5 chài, được mớ cá nè cả nhà. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Các mình cũng xin phép dừng video đây. Này đủ buổi trưa rồi nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.